cao quá. Bố ơi, bố ơi. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đâu rồi? Không biết nữa. Tiểu Bảo, bố ơi, Tiểu Bảo, con về rồi hả? Phần chú ý, hãy mau chóng đến phòng họ gì để họp. Ý nghĩa của công ty quản lý năng lượng hạnh phúc là thu thập năng lượng tích cực để giúp đỡ những người không được hạnh phúc, cho thế giới được cân bằng. Nhưng đây là tranh đầm mới hả? Chúng ta có thể thấy được hạnh phúc từ bức tranh này sao? Ai làm vậy? Ai làm vậy? Đổi đi. Đổi hết cho tôi. Thành tích năm nay của công ty Đông Phương thật đáng lo ngại. Cho đến bây giờ, năng lượng hạnh phúc của chúng ta được thu thập chỉ bằng 80% thống kê cùng kỳ năm ngoái. Tết năm nay, thời gian gấp rút, nhiệm vụ lại nặng. Quy Vũ à, cả công ty chỉ trông mong ở anh thôi đó. Tôi đã nói từ trước rồi, tôi không muốn làm nữa. Tết của ai mà không mệt chứ? Vận chuyển hàng quá mùa xuân, tặng quà cát, người người tụ tập lại ăn uống, ai ai cũng đều tăng ký. Không ăn Tết nữa, nghỉ ngơi dài ngày, chẳng phải hạnh phúc hơn sao? Anh là năm, tôi cũng chính là anh. Năm nào cũng là tôi. Và ông biết tôi ăn Tết thế nào không hả? Xem đoạn phim chiếu lại đi. Cũng đã mấy ngàn năm rồi, mỗi năm ngoài chuyện hù dọa người khác thì vẫn là hù dọa người khác thôi. Tại sao mỗi khi ăn Tết các người lại có thể vui vẻ mà rạng rỡ? Chỉ mình tôi xui xẻo thôi vậy. À đúng rồi, còn tôi đốt pháo nữa. Tôi đốt pháo công ty Đông Phương muốn cho tôi đến bây giờ, tôi không ngủ ngon được. Ông xem nào, còn thằng mắt của tôi rồi nè. Tôi có phải là đồ ngốc đâu. Tôi không làm nữa. Anh không làm thì ai làm đi? Anh muốn nghỉ hưu sao? Năm nay không được. Vị trí nghỉ hưu đã dành cho Thiên Dương rồi. Anh không thể nào vô trách nhiệm cái này được. Anh thích làm thì làm đi. Tôi thấy thằng Tài cũng làm được nè. Việc này tôi không làm được. Tôi không làm được đâu. Tim của tôi, ôi. Vậy đâu đi, ngồi yên chứ. Nào đưa tháp cho tôi. Làm gì vậy? Tháp của tôi, tháp của tôi vẫn còn trẻ mà.
tôi vẫn còn đam mê. Chúc mừng Thiên Dương để hưu, đến từ Chiêm Hồng để ăn hưởng tuổi già. Thái Bạch, khi nào thì mới đến lượt tôi đi? Thái Bạch à? Thái Bạch, mình ghét tết. Nói nhỏ thôi, tôi đến để giúp anh. Chỉ có tôi hiểu anh thôi. Hai ta cũng giống nhau, đều không muốn ăn Tết. Anh thì mỗi lần đến Tết thì bị suy nhược thần kinh bởi tiếng pháo. Còn tôi thì ngày nào cũng phải làm người mẫu vào giải tranh năm mới. Điều con mèo to đùng đó suýt cầm muốn nó thở rồi. Anh không biết tôi ghét nó đến mức nào đâu. Năm đó tôi là học sinh ưu tú, khi vào trường với số điểm cao nhất. Tạm biệt. Muốn khỏi ăn Tết chỉ có một cách thôi. Là cách gì? Đây là điều cơ mật, trong các loại điều cơ mật nhất. Công ty có một thật mật, ở đó có một chìa khóa Tết, chỉ cần rút cái chìa khóa đó ra, tiêu quyển đó. Thật không vậy? Thì có ăn Tết thôi, thật không? Tất nhiên là thật rồi. Tôi bảo hiểm cả tính mạng của mình mới lấy được thông tin này đó. Đây là hồ sơ mật, tôi bảo hiểm cả tính mạng rồi, để cấp cho anh đó. Đừng mà, đừng. Vì anh, hồ sơ cơ mật, mạo hiểm tính mạng. Chìa khóa bên trong đó, hãy nhớ là cho dù rút ra thì cũng không có tác dụng gì, phải tiêu hủy nó mới được. Tôi sẽ im trợ cho anh. Huh?
kiểm tra nhân thân. Lãnh đạo, ngài xuống đây để tìm sát dân tình hả? Tôi không nhận được thông báo gì cả. Ông là tôi hả? Tiểu Thổ nè, là nhân viên phụ trách tiếp đón nhân viên nghỉ hưu. Ngài nghỉ hưu hả? Nghỉ hưu cũng tốt thôi. Chúng ta đến tịch Dương Hồng thôi. Mọi người gặp ngài, hẳn sẽ vui lắm. Tôi vẫn chưa nghỉ hưu, tôi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Dẫn tôi theo giới. Tôi biết nhiều thứ lắm. Thì biết truyền thư, đào hố tìm người, một tay lực cứng gà, dùng mũi thở bong bóng. Thế này hả? Sao? Ông trong chừng con đường này giúp tôi đi. Được, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi. Lãnh đạo à, chúng ta trong chừng gì vậy? Cứ vui vẻ, chỉ cần xịt nhẹ thôi, mọi phiền não tan biến. Cứ vui vẻ, chỉ cần xịt nhẹ, mọi phiền não tan biến. Loại vui vẻ bình thường 4.999 đồng. Còn có các phiên bản kinh điển, phiên bản sang vàng, phiên bản đặc biệt. À không, phiên bản cao quý, sắp được tung ra thị trường.
Trả chìa khóa cho ta. Ông lên tư cách gì mà đòi chứ? Nó là của ta. Bằng chứng nào cho thấy là của ông chứ? Tao nói lần nữa, chiếc chìa khóa này là của ta. Có giỏi thì qua đây lấy đi. Còn chút gì? Là con ai vậy? Bố mẹ đâu? Đứng yên đó. Tao muốn gặp bố mẹ của ngươi. Tao nói ngươi đó. Đồ ngốc. Hãy để cho ta. Tao tha ngươi mà. Nào. Nhìn kia. Đĩa bay đó. Đĩa bay nào. Mình ghét con nít. Xa quả à. Bà ơi, con nhặt được một món đồ quý giá nè. Kẹo đi, ngọt lắm. Phải, rất ngọt. Nào, ngồi yên nhé. Đi thôi. Nhớ thì an toàn vào. Bố ơi, con cũng muốn ngồi xe đạp ba bánh đó. Đi thôi. Đi thôi. Gì có đâu có ta. Lúc tan học đừng chạy lung tung nha con. Bà đừng nói con nghe. Con biết rồi. Phòng vấn kết thúc rồi hả? Phòng vấn gì chứ? Đây đi. Anh cũng đến đập đơn sao? Anh có chứng nhận tiếng phổ thông không? Anh là du học sinh hả? Anh có âm nhạc không? Có chứng chỉ và đường cấp 10 không hả? Tôi có đầy đủ hết. Hơn nữa hiệu trưởng là láng giềng của cậu. Của cậu tôi. Chủ nhiệm khoa là cậu của cậu tôi. Của láng giềng tôi nữa. Chứ nhìn tiếng Anh là láng giềng của tôi nữa. Anh làm gì vậy? Bỏ ta ra đi. Còn mà dám gọi tôi là đồ ngu cả. Anh muốn làm gì? Bỏ ra, bỏ ra đi, bỏ ra đi. Bỏ ra. Ah.
Hồ sơ của anh quá tốt, nhưng trước khi chính thức chuyển anh, tôi vẫn còn vài câu hỏi nhỏ thôi. Anh thấy con nít không vậy? Tôi cảm thấy như trẻ em là hy vọng của tương lai. Thôi được rồi, anh và tôi có cùng quan điểm. Có chứng chỉ BA được cấp 10 mà đi dạy lớp 1, anh có cảm thấy vi phạm tài năng của mình không? Âm nhạc mở ra chuyến hành trình của tâm linh. Câu hỏi cuối cùng, còn tiền lương, anh nghĩ sao về vấn đề này? Tâm thái hình thành nên tài sản, bắt đầu học hỏi từ con số 0. Nói hay lắm, khi nào đi dạy được đây? 10 ngàn sẽ trở thành soái ca. Ý tôi nói là có thể bắt đầu ngay. Chào mừng gia nhập trường Phong Cù. Trường chúng ta thực hiện giáo dục tinh anh, tức là sẽ đào tạo ra những tinh anh ưu tú nhất. Tới tầm này chúng ta sẽ tổ chức một đêm hội âm nhạc, cũng phải ở đẳng cấp tinh anh. Nếu bố mẹ của bọn nhóc thích thú với tiết mục của chúng ta, năm sau ta có thể tăng tiền học phí. Lúc đó thì tôi đã đi mất rồi. Anh nói gì? Tôi nhất định sẽ làm hết mình. Thật cảm động. Việc tiếp theo trông cậy cả vào anh. Chào các em. Chào thầy. Chào các em. Em muốn gì? Chào thầy mới đến. Em là lớp trưởng tiểu khoa. Đẹp người đẹp nết, hát hay học giỏi, ai ai cũng yêu mến em. Thầy không hỏi em đâu, em ngồi xuống đi. Thầy à, thầy, đây là bảng bông hoa nhỏ của lớp chúng em đi. Em làm rất tốt phải không thầy? Thầy cho em một bông hoa nhỏ đi chứ. Mẹ em nói, nếu em có ít bông hoa nhỏ quá thì sẽ không lớn thêm được. Sao em tiểu Đông thì lại có nhiều bông hoa nhỏ vậy? Anh Đông đến kìa. Anh Đông à, anh Đông đến rồi. Anh Đông. Thầy à, thầy. Tiểu Đông, cậu ấy là con trai của ông chủ công ty phê quá, là người kế nhiệm của công ty. Mẹ em nói khiến vui vẻ của công ty ông ấy có thể làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Mẹ em còn nói là mẹ em phải chơi với Tiểu Đông nữa, khi lớn lên sẽ có việc làm. Đại ca. Chào thầy, đây là mẫu khí vui vẻ mà bố em bảo em đem phát cho mấy bạn trong lớp. Cảm ơn anh Đông. Em đó, ngồi xuống cho thầy. Bạn ấy làm đó. Thầy à, sao thầy không cười vậy? Bố em nói thứ vui vẻ sẽ làm cho tất cả mọi người đều cười. Đồ ngu. Ha 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 ha!
Tiểu thủ à, mắt ông có quần thâm đen quá. Lãnh đạo, ngài bảo tôi đi giám sát con đường. Tôi ba ngày ba đêm không dập mắt rồi. Khỏi giám sát, tôi đùa với ông thôi. Lãnh đạo à, có người tìm ngài. Tìm thấy chìa khóa chưa? Đừng có vội, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của tôi. Ngân huynh à, dạo gần đây sao rồi? Ngủ ngon không? Anh sao vậy? Anh đi đâu thế? Tôi không sao, chỉ là tâm trạng vui quá thôi. Tôi cho anh biết, tôi đã mạo hiểm cả tính mạng để báo cho anh biết. Anh phải tìm cho được chìa khóa đó, sau đó thì tiêu hủy nó đi, mới khỏi phải ăn Tết, có biết không? Tôi phải đi đây. Nói chuyện chút nữa đi. Hay là ta nói chuyện chút nhé. Tôi đi giám sát con đường tiếp đi. Tạm biệt nhé. Bố ơi, trả chìa khóa cho thầy. Đứng dậy, đi chạy bộ nữa chứ. Đứng đến ba, nếu không thì thầy không có ký đâu nha. Thầy cho em biết, 1, 2, 3 giết người kia, cứu với, xe cấp cứu, bệnh viện, mau cứu người kia. Vậy làm sao đi? Người đâu? Xa quả. Bà ơi, đây là giáo viên âm nhạc mới của lớp con đó. Ôi, chào thầy cậu. Khi nào rảnh thì thầy đến nhà tôi chơi nhé. Tạm biệt. Ngồi cho vững đi. Tôi không phải là chó. Bà có thấy con chó nào có sừng không? Bà mới là chó đó. Xào quả ăn kẹo đi. Bà ơi, bà đừng có nhặt đồ sắc dụng nữa. Đâu có sắc dụng đâu, là thiết bị dành cho mấy bài mới của bà đó. Khi nào sửa xong thì sẽ dẫn con đi tìm ba. Đến Tết ba sẽ về mà. Phải. Bà xem nè, con đã sửa được cái hộp âm nhạc rồi nè. Ba tặng cho con đi. Hay quá. Xào quả có thể hát lại rồi. Xào quả, hát đi con. Là ai vậy? Là ai vậy? Kẹo này ngọt lắm. Vậy bố à, khi nào bố mới về đi? Ah!
đi trả chìa khóa cho ta. Trả chìa khóa cho ta. Đồ ngu, bọn con nít thế nào cũng đang ghét vậy sao? Bao đi thôi, đừng có chơi nữa. Điện thoại đâu đưa bố nào? Còn sắp qua vòng rồi, đừng có chơi nữa mà. Con xem, đây là gì nè? Trả bố đó. Phải làm thế thôi. Chắc chắn là nó sẽ trả lại chìa khóa cho mình. Phải làm thế thôi. Các em mà, các em biết khi nào thì đến Tết không? Dạ em biết mà. Bà quả, em nói đi. Không biết. Trả lời tốt lắm. Thầy sẽ thưởng cho em một bông hoa nhỏ vì em đã trả lời thật nhanh. Hôm nay chúng ta sẽ tập chương trình cho buổi đêm hội mừng năm mới. Người đầu tiên là ai nè? Tiểu Đông, Tiểu Đông. Sao quả, em nhé. Em không tham gia đâu. Cá tính lắm. Thầy sẽ thưởng cho em thêm bông hoa nhỏ nữa. Vì cái tính của em. Sao quả, hát cho mọi người nghe đi nào. Em không biết hát. Kiêm tốn quá. Thầy thưởng cho em một bông hoa nữa nhé. Cho sự kiêm tốn của em. Hôm qua thầy nghe em hát rồi. Em hát hay lắm. Nào, hát cho mọi người nghe đi. Các em à, chúng ta dùng một tràng pháo tay cổ vũ cho sao quả. Em không tham gia biểu diễn đâu. Đáng ghét. Thầy, mẹ em nói bé nào không nghe lời thầy thì bé đó không ngoan. Thầy ơi, em có thể biểu diễn. Bố em nói em sẽ là người đầu tiên biểu diễn. Người có đài truyền hình cũng sẽ đến. Bố nói, mẹ nói, các em không có suy nghĩ của mình sao? Thầy dám nạt em, em sẽ bảo với bố em ra tiền sẽ thải thầy. Nếu như sẽ thải thầy thì thầy áp thịt em đó. Sao vậy? Có chuyện gì? Hiệu trưởng. Hát dở cũng không sao. Cứ từ từ. Thật cảm động. Đừng có thấy em nữa được không? Thầy đi đi. Thầy thôi em cũng như ít thôi. Em cũng không trả chìa khóa cho thầy đâu. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Hôm nay chúng ta sẽ tặng quà cho bạn nào được nhiều bông hoa nhỏ nhất. Bạn nào có nhiều bông hoa nhỏ nhất nè. Em sao quả có nhiều bông hoa nhất. Sao quả thông dưới tuyệt đa. Chiếc hộp âm nhạc đẹp quá. Em sao quả thích hộp âm nhạc đi. Có phải không nào? Em không cần. Ta không đòi chìa khóa nữa đâu. Chỉ là tặng quà cho em thôi. Ừ.
Em làm gì vậy? Em chịu hết nổi rồi. Em phải kêu bố em thôi. Bố em đó hả? Bố em là sao? Có cái gì mới hơn không? Hiệu trưởng, tại sao con trai tôi lại không phải là người biểu diễn đầu tiên chứ? Cũng đúng. Thầy điên à? Tại sao vậy? Rồi sẽ có ngày ông phải thừa nhận là con trai mình không là giỏi nhất. Sao quả mới là giỏi nhất đó? Bài hát của Tiểu Đông, em ấy hát cũng hay mà, nhưng không bằng Sao Quả. Sao Quả hả? Chính là con gái của cái nhà mà chuyên làm sát dụng đó. Nó mà hát thì ai mà nghe đi? Nó không được lên sân khấu. Học trò của lớp tôi ai ai cũng nghi nhau. Chỉ cần là học trò của tôi thì nó sẽ được hát thôi. Thầy nói Sao Quả hát hay, ai có thể chứng minh được chứ? Là tôi dám bảo đảm Sao Quả hát hay. Được. Vậy thì cứ để lúc diễn tập, nếu nó hát không hay và lúc biểu diễn chính thức thì nó không được tham gia. Cũng đúng. Phải rồi. Đây là sản phẩm mới của công ty chúng tôi, tác dụng rất tốt. Thầy thử đi. Không cần đâu. Em đi đi. Chỗ tôi có nhiều lắm rồi. Giờ mà chúng tôi chưa làm thử này. Nào thử đi. Bây giờ thầy thấy vui được đúng không nào? Tất cả phiền não đều tan biến hết. Thầy về đi. Tại sao vậy? Thầy không về đâu. Em biết thầy giả giờ đối xử tốt với em, cũng vì chỉ muốn lấy lại chìa khóa thôi. Thầy thích những đứa trẻ nói thật với em. Nào, thưởng cho em thêm bông hoa nhỏ nữa nè. Nhưng mà thầy không thể nào chọc tức Tiểu Đông và bố của ấy được đâu. Không thể được. Nhà của họ có quyền lắm. Cái thầy không sợ nhất là sự đe dọa của người khác. Họ không chịu cho em biểu diễn, nhưng thầy nói rồi, thầy sẽ cho em biểu diễn. Bởi vì em là người hát hay nhất mà, trong đó chúng ta đó. Em sẽ không trả chìa khóa cho thầy đâu. Đừng đem đến chìa khóa nữa mà. Em sẽ không trả chìa khóa cho thầy cũng được. Mất tình cảm đó. Em quan tâm thầy mà đúng không? Thật ra thì thầy cũng rất quan tâm em. Đồ ngu. Em nói thầy là đồ ngu sao? Thầy chính là đồ ngu. Nhưng bây giờ trong lòng thầy cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em biết không, lúc nhỏ bố thì cũng không quan tâm gì đến thầy, cả ngày không thấy mặt mũi đâu, còn mất thầy kế nghiệp nữa chứ. Thầy không vui vẻ lúc nào, thầy ghét nhất là qua Tết. Thầy thấy bố thầy không thương thầy. Bố em cũng không thương em. Thầy không hiểu gì bố em cả. Em đừng có đi mà. Thầy vẫn chưa nói xong, chúng ta nói chuyện thêm chút nữa đi. Ông chủ à, hình như là phương pháp có vấn đề. Cái vui vẻ không có ảnh hưởng gì đến thầy của Tiểu Đông. Không thể nào có vấn đề được. Sự sản xuất khí vui vẻ ra rồi. Nhanh nhất thì sau Tết có thể ra mắt. Không được, phải ra mắt vào lúc Tết. Sắp Tết rồi, công nhân đều háo hức về quê ăn Tết. Tôi sợ có thể khỏi ăn Tết. Nhưng cái vui vẻ phải ra mắt đúng hạn. Ra đây đi. Sao thầy lại đến nữa? Hiệu trưởng đã ra thông cáo cuối cùng. Chỉ cần em có biểu hiện tốt lúc luyện tập thì có thể tham gia buổi diễn chính thức. Em nói là em không tham gia mà.
Tết này bố em sẽ về. Em muốn chơi với bố, không tham gia buổi biểu diễn mừng năm mới đâu. Bố em thật vô trách nhiệm. Có người bố nào đến Tết mới về chứ? Không được nói gì bố em vậy chứ. Bố làm gì cứ giả như vậy? Là vì muốn em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Em đang dựng cảnh hả? Trả cho em đi. Em đang dựng cảnh mô hình sừng mưa để bố làm gì? Thật ra em cũng muốn biểu diễn phải không nào? Con thỏ giữa sân khấu này không phải là em đó sao? Thế này đi. Chẳng phải là Tết này bố em về sao? Em không muốn lần này bố về có thể xem biểu diễn trên sân khấu hả? Đến lúc đó thì tất cả mọi người đều vỗ tay vì em. Bố em sẽ cảm thấy tự hào nhất, có đúng không? Em vẫn không muốn. Sân khấu này đơn giản quá. Bọn đứa đông sẽ cười em mất. Chuyện nhỏ này cứ cho thầy đi. Thầy đảm bảo làm cho em khu rừng mưa đẹp nhất cho em. Thầy đảm bảo chứ? Chắc chắn mà. Thầy làm cho sao quả một khu rừng mưa đẹp nhất cho bố em xem. Đợi khi biểu diễn xong rồi thì trả chìa khóa cho thầy nhé. Thế nào? Nhớ nhé. Em biết ngay mà. Thầy chỉ muốn chìa khóa thôi. Không không, thầy muốn em tham gia biểu diễn thật mà. Để bố em thấy. Cho dù em có tham gia biểu diễn, em cũng không được chìa khóa cho thầy đâu. Không cần đâu. Không cần. Bố ơi, bố mau về đi. Con trai, bố ơi, bố về rồi. Bố về rồi, xuống nào. Bố thấy thầy chưa vậy? Đừng có vội. Con xem nè, bố đã trang bị cho con một món mới. Sản phẩm kỹ thuật cao mới nhất. Vẫn chưa ra mắt thị trường đâu. Ôi, sao hả? Thật ngầu quá. Nào. Phải đâu con trai à? Cái này cho con nữa. Là gì vậy? Đây là đồng hồ kẹo mèo. Gặp chuyện gì thì gọi cho bố. Bố sẽ đến bảo vệ cho con. Bố là tuyệt nhất rồi. Này là gì vậy? Con rừng mưa. Mưa lớn. Hoa tươi. Bố. Đó không phải là bố em. Thầy có thể sửa mà. Ba cô bố em đâu có chạy đến vậy chứ. Nào, để thầy sửa lại cho. Bố của em cũng đâu có xấu đến vậy. Thầy không phải là giáo viên mỹ thuật. Em đừng có tính quá. Thầy không chịu cố gắng gì cả. Đống đất này là gì vậy? Khu rừng mưa đó. Khu rừng mưa. Cái gì mà thế này? Phải đó. Thầy đang đóng giải làm bố của sao quả hả? Xấu quá đi. Bố của sao quả làm việc ở bãi rác à? Hèn chi mà bà nội cũng đi lượm rác dụng. Nhu rác, du rác. Sống trong ngôi nhà nhỏ. Bà nội đi lượm rác dụng. Ông bố làm việc ở bãi rác. Đi đi, đi đi, đi hết đi. Đi đi. Sao quả em đừng có đi. Thầy có thể sửa lại cho em mà. Đây là lời hứa của thầy sao? Đồ ngu. Em sẽ không bao giờ tin thầy nữa đâu. Tiểu thủ à? Tiểu thủ. Tiểu thủ. Ông ở đâu vậy? Ra đây đi. Tiểu thủ à? Đây nè. Lãnh đạo à? Ngài tìm tôi hả? Đưa tôi đến tịch Dương Hồng. Đi thôi. Ngài thấy không? Ngồi số 007 dành riêng cho ngài đó.
Qua đây luôn chứ. Khỏi, ngươi cứ làm một mình đi. Tịch Dương Hồng. Đây chẳng phải là Liên Quy Vũ sao? Anh cũng có ngày hôm nay à? Tôi đến để chấp hành nhiệm vụ bí mật. Đại Điên, đã lâu không gặp. Đỗ Dương Gia, từ đường muốn đến gặp ông, nhưng lại quá bận. Thanh niên thì phải tập trung vào sự nghiệp. Còn bọn tôi chỉ cần có cái ăn cái mặc là được rồi. Nơi công Điện Mỏng, ông cho tôi già sao? Đại Điên, có đúng không? Cho tôi già hả? Đặt được thần tượng rồi. Vậy ký tên chưa? Sao ông không đâu ngồi cái xe đó? Tôi già rồi, không chơi mấy trò mạo hiểm đó thứ được. Để tôi giới thiệu với mọi người, ngài đi đến để thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Tôi đã luôn hỗ trợ cho ngài ấy. Nhiệm vụ bí mật này rốt cuộc là gì đây? Là với một bé gái thực hiện ước mơ của mình. Tôi còn tưởng là chuyện trọng đại thế nào. Thời đại này rồi mà còn bàn chuyện ước mơ sao? Tôi sẽ giúp. Cần tôi làm gì cứ nói, chỉ cần không phải là ở đây thì làm gì cũng được. Được rồi, ông thích thì ông giúp đi. Ông muốn ly thân với tôi phải không nào? Tôi chỉ hết nổi rồi. Ly hôn mà ước mơ của một bé gái sao? Muốn trở nên đẹp như tôi hả? Đã hơn 2000 tuổi rồi, còn nói chuyện đẹp đẽ gì nữa chứ? Không được tính đến tuổi của tôi. Tương ca, mấy người đây nói một hồi là chẳng đến đâu cả. Làm gì mà giúp được anh chứ? Giờ anh là người nổi bật nhất công ty rồi. Anh không biết cuộc sống của những người như chúng tôi thế nào đâu. 3, 2, 3, 4. Thêm lần nữa. Cố lên, cố lên, cố lên nào. Nếu các người giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ bí mật, tôi sẽ nói với công ty cho các người phục chức, trở về làm cho bộ phận của tôi. Có thể lấy lại cái thác của tôi không hả? Không sao, tôi giúp anh. Biết mơ lớn nhất của tôi là được làm việc ở tổng bộ. Này, anh bạn cũ, nếu nhận tiền của chúng ta thì tôi sẽ giúp anh gây. Giờ bà gái trở nên xinh đẹp là sở trường của tôi. Có tham gia nữa, sao có thể nào thiếu tôi được chứ? Tôi nói giúp anh lấy, mà ông cứ cản tôi. Bà nói hồi nào vậy? Xin lỗi Nguyệt lão, ông có thể làm gì? Đi cũng không dẫn nữa mà. Tránh ra. Đĩa bay kìa. Đừng bắt chước em. Em không tin thầy đâu. Em xem đi. Em cứ xem thử đi. Hoàn hảo. Hãy
Ta có thấy hộp âm nhạc của em không? Không thấy. Sao em có thể nào làm mất hộp âm nhạc được chứ? Đây là món quà duy nhất mà bố tặng cho em mà. Đừng có nóng vội, từ từ mà tìm đi. Chắc chắn là tìm ra thôi. Đâu mất rồi? Là lỗi của em. Em không nên tham gia biểu diễn. Bây giờ mất luôn hộp âm nhạc rồi. Hộp âm nhạc đâu rồi? Sao lại ở đây vậy? Sao em gầy nóng vội chưa hả? Hộp âm nhạc của em. Còn không mau luyện tập đi. Biểu diễn ngày mai đừng đến trễ đó. Em bảo bảo mà. Xa quả đâu, không biết nữa. Cậu có mau tìm đi. Mau lên nào, tìm đi chứ. Em có thể biết suy nghĩ chút được không? Bao nhiêu người cùng em luyện tập mấy ngày nay rồi, cũng chỉ vì hôm nay mà thôi. Ngày trong đại đến này, sao có thể đến trễ được chứ? Thì em cũng đến kịp mà. Sao phải à? Vì muốn đưa thầy. Bà ơi, con phải chuẩn bị biểu diễn rồi. Bà giúp con thứ này được không? Lát nữa gặp nhé. Thầy cẩu à? Tôi không phải là chó. Biểu diễn bắt đầu. Tiết mục đầu tiên là tiết mục đơn ca của Tử Đông. Bài hát của heo con. Sao gì? Em hơi sợ. Em sợ hát không hay sao? Chị không thể nào tham gia buổi diễn chính thức. Không thể hát cho bố nghe. Em giỏi như vậy, bố của em rất tự hào về em đó. Hay là em cứ xem như thầy là bố đi. Giả giờ xem thầy là bố hả? Tiết mục tiếp theo là tiết mục đơn ca của Sao Cả, bài Tiểu Phong Linh. Đi đi, đi hát đi. Lại sao nữa? Nếu có bố em ở đây, ông ấy sẽ ôm em. Nên lúc là sân khấu rồi.
Em giỏi lắm. Sao con là giỏi nhất? Giỏi lắm. Trả cho thầy nè. Trả cho thầy hả? Tết ai cũng về nhà. Bố em cũng sắp về nhà gặp em. Chắc thầy cũng có người thân hả? Cho nên em nghĩ anh nên trả lại cái chìa khóa cho thầy, để thầy về nhà. Phải, thầy cũng phải về nhà thôi. Đây là gì vậy? Cắt tim to đùng một sao quả. Sao quả? Sao quả? Sao quả?
Sa quả à, cậu có thể bảo mấy người bạn biết ảo thuật của cậu thực hiện bằng ảo thuật cho bọn tôi được không? Tôi thấy vui quá. Chúng tôi cũng muốn đến khu rừng mưa. Chúng tôi cũng muốn chơi. Có được không? Được chứ. Chuyện nhỏ thôi. Hay quá. Công ty xảy ra chuyện lớn rồi. Nói nhỏ thôi. Qua đi. Qua đi. Sao anh lại xuống đi? Thái Bạch đã phát hiện chìa khóa biến mất. Tôi mạo hiểm cả tính mạng để báo cho anh biết. Việc này không thể kéo dài nữa. Mau lên chìa khóa đi nào. Mau lên, tiêu hủy nó đi. Sẽ không còn Tết nữa. Để bọn họ tìm đến thì muộn rồi. Nếu như không có Tết thì sao quả? Sẽ rất đau lòng. Ý là sao? Bố con sao quả chỉ về thăm sao quả vào dịp Tết thôi. Thì liên quan gì chứ? Nếu như không có Tết thì bố sao quả sẽ không về được. Thì liên quan đến anh gì chứ? Hơn nữa, con mới chủ động trả chìa khóa cho anh mà. Sao anh biết? Anh làm gì đó? Anh hỏi tôi làm gì hả? Tôi nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu năm qua cũng chỉ vì hôm nay. Anh cả ngày chỉ biết cao có. Nếu Tết không phải là lễ cho anh quản thì ai thèm để ý đến anh chứ? Thì ra anh đang lợi dụng tôi. Anh là heo hả? Tôi mạo hiểm tính mạng mình để cho anh được con giấc mỗi đêm về sao? Anh tự cao quá đi. Kể từ bây giờ sẽ không còn Tết nữa. Thời đại năng lượng hạnh phúc sẽ chấm dứt. Thế dù vậy của ta sẽ thống trị thế giới. Công ty Đông Phương, công ty Tây Phương đều sẽ biến mất. Trên đời này tôi mới là người quan trọng nhất. Tất cả mọi thứ đều do tôi bảo hiểm tính mạng mới có được. Trả chìa khóa cho tôi đi. Nếu không thì sao? Nếu không tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm. Sẽ món quà lớn mà tôi chuẩn bị cho anh đây. Sau này sẽ không còn Tết nữa. Cũng không còn ai đốt pháo nữa. Cũng không còn lương thú quản lý lễ tiết nữa. Anh cút đi. Cái gì vậy? Mua mấy thứ này làm gì? Tôi muốn trả hàng.
anh cũng có mắt sao chạy xe lung tung vậy? Lái xe cái gì kỳ vậy? Cứ vui vẻ ra mắt. Nhìn bí mật gì chứ? Thì ra đều là vì bản thân anh. Thật là xấu xa. Tôi nói là anh ta gạt người mà. Vậy bảo cứ thằng đồ đi theo. Bảo nó hồi nào vậy? Giờ thì anh cũng nghỉ hưu rồi, còn bảo là lấy lại cái tháp cho tôi. Thì ra toàn là lời người dối thôi. Anh bạn à, anh thật lỗ mãn. Anh gạt chúng tôi cũng được, gạt cả một cái gái luôn sao? Bố có sao quả, sao không về? Chắc là cô bé sẽ rất đau buồn. Sao quả? Anh ta làm gì để ý đến sao quả? Sao quả, đừng buồn nhé. Bố không về cũng không sao đâu. Đợi bà sửa xong máy bay, dẫn con đi tìm bố. Có được không? Nó chỉ là xe ba bánh, không phải máy bay đâu. Sẽ không bao giờ bay lên được đâu. Nào ăn kẹo đi nào, kẹo ngọt lắm. Con không còn thích ăn kẹo từ lâu rồi. Con ghét kẹo. Đáng ghét. Mọi người toàn là nói dối thôi. Bà, bà chưa hề gặp ai. Kẹo đi, thật là ngọt mà. Chính là hắn ta, hắn lấy cắp tất cả chứng chỉ của tôi. Hắn là cái lừa đảo. Tôi chỉ muốn nói một câu với sao quả. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi nha. Bên đây nè. Thái Bạch, ông làm gì vậy? Tôi đến tìm anh. Nhưng tôi tuyệt vọng quá. Tôi cũng muốn thử. Nó không phải là niềm vui thật sự. Không còn Tết nữa. Công ty cũng sắp tiêu rồi. Thư Dũng, chẳng phải anh muốn được ngủ ngon sao? Giờ anh được nghỉ hưu rồi. Đừng có xịt nữa mà. Đừng xịt nữa. Sao anh lại thay đổi vậy chứ? Xem kìa, khí vui vẻ sẽ làm cho người ta vui vẻ rất dễ dàng mà. Nhưng sự vui vẻ giả tạo không có nghĩa là hạnh phúc. Sẽ không còn ai cảm thấy hạnh phúc nữa. Tôi đang nghĩ thông rồi mà vẫn thấy vui vẻ thế. Thái Bạch, làm sao mới có thể lấy lại được Tết đi? Tìm chìa khóa. Hàng nó lại rồi cắm vào chỗ cũ đi. Nghĩ đến những chuyện vô ích làm gì? Cái xịt của tôi, tôi muốn tìm lại Tết. Tôi khó khăn lắm mới lấy lại được. Ôi, cái xịt của tôi. Xin mời người phát minh khí vui vẻ, người sáng lập công ty phê quá, ông đại dương. Tuy tôi đang cười nhưng tôi vẫn không cảm thấy vui. Tôi nhớ bố tôi, nhớ thầy Điên. Tôi cũng vậy. Xem ra chúng ta còn nhiều khí vui vẻ hơn. Tôi tin là có khí vui vẻ, gia đình sẽ hài hòa.
Tôi tin là có cái vui vẻ, tất cả mọi người đều có thể thực hiện ước mơ của mình. Xin hỏi các tác dụng phụ gì không? Có khi nào có tác dụng phụ không vậy? Tất nhiên là không rồi. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Hôm nay tôi đứng ở đây là muốn chứng minh với toàn thế giới phát minh của tôi có thể làm cho mọi người thành công và giàu có hơn. Tự nhiên có người giàu kho sản xuất. Hôm nay đến đây thôi nhé. Tôi đảm bảo với mọi người, chúng tôi sẽ gia tăng sản xuất, đáp ứng hết mọi nhu cầu về khí xịt vui vẻ của mọi người. Tiểu Đông, không được dừng. Không được dừng hả? Nếu bây giờ dừng lại thì sẽ làm trễ cả lô hàng cứ vui vẻ. Người nữa là Tiểu Đông, con trai tôi. Bảo con anh nhảy xuống đi. Bố đang ở đâu? Bà đến cứu con đi. Con sợ quá. Bố ơi, bố ơi, bố ơi, bà cứu con đi. Bố ơi, mau cứu con đi. Tiểu Đông, bà đã cứu con đi. Mau cứu con. Con trai, bố, mau cứu con đi. Tiểu Đông à, bố ơi, con trai, con biết bố sẽ đến cứu con mà. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Không ngờ anh vẫn dám đến đây. Vậy tôi không còn như trước nữa. Để tôi tiếp đãi thật tốt nhé. Cậu không mau chạy đi. Xin lỗi, lúc trước là do thầy không tốt, vô tình đã mất đi Tết. Đừng ngu, em không muốn nghe nữa. Thầy hứa với em là thầy nhất định sẽ đem Tết về. Bố không về nữa, thầy cũng biến mất. Em còn nói giận làm gì với bà nữa. Em tưởng sẽ không còn ai quan tâm em nữa. Phải tìm Tết về cho em mà. Bố của em sẽ về thôi. Em vẫn có thể tham gia biểu diễn. Nếu em không tin thì thầy đành tự đi làm chuyện đó gì. Lúc trước là lỗi của tôi. Bây giờ công ty Năng lượng Hạnh phúc đang đối mặt với nguy hiểm. Thật sự cần sự giúp đỡ của mọi người. Thế giới cũng vậy. Cùng tìm Tết về. Mọi người hãy giúp thầy Điên đi. Tất cả pháp bảo của mọi người, tôi đã lấy hết gì cho mọi người rồi. Lôi tiền của tôi, pháp bảo của tôi, kim đan của tôi, kim của tôi. Tôi tham gia, tôi cũng tham gia.
Anh sợ pháp qua mà. Giờ phải làm sao? Tôi cũng có pháp bảo của mình. Đi thôi. Công ty hết người rồi. Phá những kẻ đã dễ dùng đến đây làm gì? Trả chìa khóa đi. Tôi sợ quá. Hãy hỏi vũ khí siêu cấp của ta xem nó có đồng ý không. Mọi người đừng manh động. Là tôi. Là tôi Đông đây. Yêu bạn, yêu bạn. Yêu dưỡng khí của bạn. Đừng đưa cho tôi nữa. Chết thật thôi. Nhúc bỏ kia kìa. Mau đi đi.
còn bản lĩnh nào không? Đừng có trốn nhé. Cứu em. Sao vậy? Cứu em. Mau lên đi nào. Bám chặt vào. Thầy cậu à, tôi không phải là chó thật mà. Tôi yêu thích chức của anh đi. Không bao giờ tôi là đồ ngu cả. Xe đĩa ba gì? Đĩa ba gì chứ? Em không sao chứ? Thầy bắt chước em rồi. Tiểu Thổ à, chuẩn bị. Các người không thể nào đánh bại tôi được đâu. Tôi là giỏi nhất. Tôi là giỏi nhất rồi. Tránh ra. Tránh ra. Đừng chạy nữa chứ. Chỉ có những người hiểu được ý nghĩa thật sự của Tết thì mới có thể gắn lại chìa khóa này. Ha 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 ha
Xa quá. Mau ra đây đi. Con xem kìa. Bố, cuối cùng bố cũng đã về rồi. Tonight.
乱啃又乱咬，你的脚趾头都会被它咬掉。